vụ Vạn Thịnh Phát bình tòa nhào vô dính máu ăn phần, theo lệnh của ai đây? Vào ngày 10 tháng 1, truyền thông nhà nước đưa tin ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 3 năm 2024, vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm. Đây cũng là phiên tòa được người dân cả nước đang chờ đợi. Phiên tòa này sẽ do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa và sự tham gia của khoảng 200 luật sư bào chữa cho 86 bị cáo. Cũng trong ngày 10 tháng 1, tờ báo Tuổi Trẻ đưa một bản tin khác với tiêu đề vụ đại án Vạn Thịnh Phát sẽ có rất nhiều người được khoan hồng. Vụ đại án Vạn Thịnh Phát sẽ có nhiều người được khoan hồng là thông tin tung ra. Bản tin cho biết Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ sẽ chia sẻ với báo giới rằng với chủ trương phân hóa trách nhiệm, hàng ngàn người trong các vụ đại án trước đó như chuyến bay giải cứu và Việt Á đã được khoan hồng, nên ở vụ Vạn Thịnh Phát cũng sẽ có nhiều người khác được khoan hồng. Theo giới quan sát, điều này hoàn toàn phù hợp với những nhận định của công luận và giới phân tích trước đây ít lâu từng cho rằng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như những người liên quan sẽ được nhận bản án nhẹ hơn nhiều so với tội trạng thực sự của họ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng đối với bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn với các tội danh truy tố bao gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, tham ô tài sản lớn trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, có dấu hiệu cho thấy truyền thông nhà nước nhận sự chỉ đạo từ cấp cao khi đưa tin khen ngợi bà Trương Mỹ Lan. Tờ báo Lao động vào ngày 16 tháng 12 năm 2023 đưa tin bị can Trương Mỹ Lan đã được các cơ quan tố tụng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong đó, bà Lan đã tỏ ra tích cực trong hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Trong khi, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, cũng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã chỉ rõ, ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan hoạt động kinh doanh với mục đích huy động tiền nhàn rỗi của khách hàng để lừa đảo. Họ sử dụng thủ đoạn quen thuộc là lấy của người sau để trả cho người trước và rút ruột ngân hàng để sử dụng vào mục đích chi tiêu riêng. Kết luận điều tra của Bộ Công an đã nêu rõ tính chất nghiêm trọng của vụ án, công bố tổng số tiền bà Lan và đồng bọn đã gây thiệt hại cho riêng ngân hàng SCB là hơn 40.000 người gửi tiền tiết kiệm bị lừa thành nhà đầu tư trái phiếu và tổng số tiền đến hơn 300.000 tỷ đồng, tức là tương đương 12,5 tỷ đô la. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là chưa kể tới việc bà Trương Mỹ Lan nắm giữ tới hơn 91% cổ phần để có thể lũng đoạn và chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Qua đó, bà Lan đã rút ruột ngân hàng SCB hơn 1 triệu tỷ để chi tiêu cho mục đích riêng, dẫn đến những khoản nợ xấu khổng lồ không thể thu hồi lên tới hơn 5,8 tỷ đô la. Không phải vô cớ mà đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho biết bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã làm khống cả ngàn hồ sơ để vay và chiếm dụng trên 1 triệu tỷ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng. Đây là phát biểu của kỳ họp thứ 6 Quốc hội vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2023 của ông Phạm Văn Hòa. Thậm chí trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng đã nhận hối lộ bằng tiền mặt lên hơn 5,2 triệu đô la. Đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay. Vụ án này có số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng là lớn nhất. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đánh giá về tính chất nguy hiểm của vụ việc. Vụ việc này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Điều đó có nghĩa là còn có rất nhiều các đại án chưa bị lộ ra. Trên thực tế, bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tới 304.000 tỷ đồng, tương đương với 12,4 tỷ đô la của ngân hàng SCB. Để che giấu thực trạng yếu kém và vi phạm pháp luật của ngân hàng này, bà Lan đã mạnh tay chi số tiền lên tới 5,2 triệu đô la để hối lộ cho một cá nhân. Đó là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 của Ngân hàng Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đang toàn tính điều gì? Điều này giải thích cho việc trong một thời gian dài hoạt động, nhưng ngân hàng SCB chỉ bị thanh tra duy nhất một lần và đã chót lọt thì có thể khẳng định việc Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB thực hiện chi tiền lót tay mua chuộc tác động tới các quan chức cấp cao của các cơ quan nhà nước làm trái công vụ là điều
có thật. Công luận cho rằng chưa bao giờ câu triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Của chùm xã hội đen Nam Cam đã được các quan chức nhà nước và hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam áp dụng một cách lão luyện như lúc này. Phó chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ không dám tự ý chia sẻ với báo giới chủ trương nói trên. Chắc chắn ông Tuệ phải nhận được sự cho phép của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Điều đó cho thấy trong danh sách của những kẻ dây máu ăn phần có thêm tên Bình Tòa. Không biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có biết và có ý kiến gì để công luận làm sáng tỏ điều lấn cấn nói trên hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Vụ án Vạn Thịnh Phát, Bình Tòa, nhào vô, dính máu ăn phần, theo lệnh của ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Vì sao Trần Tuấn Anh vẫn ngạo nghễ tự sướng, liệu có khả năng sẽ thoát truy tố hay không? Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp lần thứ 34 vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Có đồn đoán cho rằng việc Trần Tuấn Anh bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Dư luận bất ngờ khi thấy vào ngày 9 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh khẳng định Ban Kinh tế và cá nhân ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo Dân Chí vào ngày 9 tháng 1 đăng bản tin với tựa đề Ông Trần Tuấn Anh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương. Bản tin cho biết Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác vào năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào chiều ngày 9 tháng 1. Ông Trần Tuấn Anh báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh báo cáo và nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương đã phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 tới nay. Đồng thời, ông Trần Tuấn Anh khẳng định Ban Kinh tế và bản thân ông đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều đó hoàn toàn trái ngược với các thông tin lâu nay vẫn cho rằng Ban Kinh tế Trung ương chỉ là cái kho để trung chuyển các lãnh đạo chờ kỷ luật. Chuyện Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị điều về ban này ít lâu, sau đó thì bị khởi tố bắt giam là một ví dụ. Cho nên, chuyện hơn một nửa nhiệm kỳ Đại hội 13, người ta nói rằng Trần Tuấn Anh gần như không làm việc, chỉ ngồi chơi xơi nước là điều dễ hiểu. Đó là chưa kể tới việc tại các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ của Ban Chấp hành Trung ương từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 cho đến nay, kết quả cho thấy Trần Tuấn Anh luôn luôn đội sổ về số phiếu tín nhiệm. Trên mạng xã hội liên quan tới việc ông Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục tự sướng có nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Có ý kiến cho rằng Tuấn Anh vẫn giao giảng đạo đức cho đến phút cuối cũng giống như Nguyễn Bắc Son lúc trước thôi. Nhưng cũng có ý kiến khẳng định rằng gần đây Trần Tuấn Anh khoe với các chiến hữu thân cận rằng đã lo xong vụ này và tốn kha khá. Kèm theo đó là các ý kiến cho rằng chưa có tiền lệ bắt con của tứ trụ nên Trần Tuấn Anh có lẽ thoát. Nhưng ông Trần Đức Lương mà mệnh hệ gì thì chẳng ai dám đảm bảo Trần Tuấn Anh bình an vô sự. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh, một nhân vật đầy tai tiếng. Trong khi thời gian gần đây liên tiếp hai thứ trưởng Bộ Công Thương vốn là đàn em của Trần Tuấn Anh là Đỗ Thắng Hải và Hoàng Quốc Vượng đều bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng về quản lý điện lực, xăng dầu. Giới thảo tin tiết lộ kẻ đứng sau giật dây Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực không ai khác chính là Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể một dự án mà công ty tiến bộ quốc tế của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu ở Bộ Công Thương do Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp của Bộ Công Thương gây ra. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng EVN đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước cho thấy đã đến lúc Đảng không còn dung túng cho EVN nữa. Theo nhà báo Mai Bá Kiếm, cựu phóng viên báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, nếu ông Trần Tuấn Anh bị cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương 2016-2021 thì sẽ đi theo vết xe đổ của Vũ Huy Hoàng là điều không thể tránh khỏi.
Ngoài ra, Trần Tuấn Anh từng gây nóng dư luận khi vào đầu năm 2019 đã điều xe công của Bộ Công Thương ra tận chân cầu thang máy bay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội để đón vợ theo cách thức đón lãnh đạo cấp cao. Nhưng không hiểu vì sao việc này lại rơi vào im lặng suốt từ đó đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh. Công luận đặt câu hỏi là tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12, không những không bị xử lý, ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu vào Bộ Chính trị Đại hội 13 và giữ chức trưởng ban kinh tế của Trung ương. Trong khi nói về công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì lại luôn mồm khẳng định rằng không đưa vào Ban chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Đó là lý do vì sao đã có từng rất nhiều ý kiến đề nghị ông Tổng Bí thư làm rõ đối với nhân sự có tên Trần Tuấn Anh. Liệu ông Tuấn Anh có đủ tiêu chuẩn để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, trưởng ban kinh tế Trung ương hay không? Cũng xin được nhắc lại, theo giới thạo tin, ông Trần Tuấn Anh đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức ưu ái bởi ông là con cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, một ân nhân người đã giúp cho ông Trọng lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 từ năm 2011 đến năm 2015. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay. Vì sao Trần Tuấn Anh vẫn ngạo nghễ tự sướng? Liệu có khả năng sẽ thoát truy tố hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.